chương 1140, thứ này mà mày cũng dám động vào. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Có hỗn hào thế nào thì dù sao cậu ta cũng chỉ mới 18 tuổi, Trang Vinh Quang sợ đến nỗi run cầm cập, sắc mặt trắng bệch, liều mạng vùng vẫy, đợi đã. Chờ chút, cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ lập tức gọi điện bảo người mang tiền tới, lần này nhất định sẽ mang tới. Tôi hứa, tôi hứa mà, tên đeo vòng vàng và tên tóc vàng đưa mắt nhìn nhau, sau đó nói. Nói rõ, bọn tao cần tiền tươi, biết rồi, biết rồi, Trang Vinh Quang vừa phụ họa, vừa run rẩy bấm điện thoại cho Trang Khải Nhi. Alo, Vinh Quang à, muộn thế này rồi em còn ở đâu đấy? Sao còn chưa về? Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh có chút lo lắng cùng trách cứ. Chị, cứu em, mau mang 500 vạn tới đường Đông Tam, ở đây có một cái nhà kho bị bỏ hoang. Mau lên, Trang Vinh Quang không dám nhiều lời, hét ầm lên, đã xảy ra chuyện gì? em nói rõ xem nào. Giọng Trang Khả Nhi cũng thay đổi, chị đừng hỏi nữa, mau mang tiền tới đây là được rồi. Mạng sống của em nằm trong tay chị đấy, em không nói rõ đã bảo chị kiếm cho từng ấy ấy tiền. 500 vạn là con số nhỏ sao, không phải em lại đánh ai vào viện rồi đấy chứ. Không, không phải, thấy đám người kia đang nhìn mình chầm chầm như hổ rình mồi, Trang Vinh Quang đành nhắm mắt nói em đánh bạc. Nợ người ta 500 vạn, đánh bạc, Trang Vinh Quang mày điên rồi sao thứ đó mà mày cũng dám động vào à bên kia truyền tới tiếng hét tức giận của trang khả nhi chị chị nhỏ tiếng thôi em xin chị đấy mau cứu em với nếu chị không tới bọn họ sẽ chặt tay em mất em xin chị đấy chị ơi a à, trang vinh quang đang nói thì bị tên bên cạnh đạp cho một cái mà thảm thiết kêu lên một tiếng các các người đừng động vào nó tôi sẽ lập tức mang tiền tới đừng có động vào nó nghe chưa trang khả nhi gào ầm lên Tên đeo vòng vàng cầm điện thoại của Trang Vinh Quang lên nói, cho cô 30 phút, cứ quá một phút tôi sẽ chặt một ngón tay của nó. Nói xong, liền dập điện thoại cái bụp. Tại Trang gia, Trang Khả Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại bị ngắt tín hiệu. Dâm ô, cờ bạc, ma túy, đó là những thứ mà người nhà Trang gia không được phép dính vào, chỉ cần dính vào một chút thôi, ba thật sự có thể bắn chết nó. Càng không thể báo cảnh sát, nếu báo, tương lai của Vinh Quang sẽ bị hủy hoại mất. May mà tối nay ba không ở nhà, Trang Khả Nhi hết cách, đành gom góp lo tiền cả đêm rồi chạy thẳng tới chỗ đối phương nói để chụp người. Từng giây từng phút qua đi, Trang Vinh Quang như bị dày vò trong chảo dầu. Cũng không biết chị có thể gom được tiền tới không, chắc chị sẽ không bỏ mặc cậu ta chứ. Vừa nghĩ tới hai thằng bạn bỏ mặc mình, Trang Vinh Quang càng nghĩ càng thấy sợ. Còn ba phút nữa, tên đeo vòng vàng nhìn đồng hồ trên tay nói. Tên tóc vàng thổi thổi vào con dao sắc trong tay, "Yên tâm đi, kỹ thuật của anh mày tốt lắm, một dao là đứt, đảm bảo không đau chút nào, vết cắt cũng gọn gàng đẹp đẽ lắm. Còn, còn 3 phút nữa cơ mà, vội cái gì?" Trang Vinh Quang run rẩy nói. Tên đeo vòng vàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục uống rượu với đồng bọn. Cuối cùng, 3 phút cũng đã qua đi. Chương 1141, "Phế mày thì sao?" Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website audiobookaudio.com chỉ ba phút thôi nhưng với trang vinh quang lại như cả thế kỷ. Gã tóc vàng cho gã xăm kín người bên cạnh một ánh mắt, tên đó lập tức thả chai rượu trong tay xuống rồi đi tới đè tay trang vinh quang xuống. Tên tóc vàng nhỏ một bãi nước miếng lên lưỡi đao, nhãi con, hết thời gian rồi. Nói coi, cắt ngón nào trước, ánh mắt ghê tởm như rắn độc của gã quét qua 10 ngón tay của Trang Vinh Quang, khiến cậu chàng sợ đến nỗi bắt đầu điên cuồng dẫy ruộng, buông tôi ra buông tôi ra. Ba tôi là Trang Liêu Nguyên, ông nội tôi là Trang Tông Nhân mấy người dám động vào tôi thì người nhà tôi không bỏ qua cho mấy người đâu ha 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 mày chắc chứ mày có là con trai của trang liêu nguyên thật thì sao dù gì cũng chỉ là một thằng phế vật thôi tao có phế mày thì sao nói không chừng người nhà của mày còn cảm kích tao vì đã giúp họ dạy dỗ cái thằng phế vật như mày đấy em trai à nếu mày vẫn không hiểu thì để tao dạy cho mày hay cuộc sống không dễ dàng như mày tưởng đâu nợ tiền mà không trả thì cái giá phải trả đắt lắm đó ở đâu cũng có đạo lý này thôi còn nhà mày thì tao ngại đếch gì muốn làm lớn chuyện thì chúng mày có giỏi cứ làm đi để xem ai là người chịu thiệt hơn gã tóc vàng hoàn toàn không sợ hãi vừa nói vừa tách một ngón tay của trang vinh quang ra chuẩn bị chém dao xuống ngón út a à, a trang vinh quang hét ầm lên dừng tay cùng lúc đó cũng vang lên tiếng thét của một cô gái ở cửa kho hàng gã tóc vàng nhìn cô gái kia một cái sau đó gã dùng sống dao vỗ vỗ lên mặt trang vinh quang gào cái gì tao đã cắt đâu còn chưa chạm vào nữa là trang vinh quang nhìn ngón tay út vẫn chưa đứt rời mà nước mắt nước mũi tèm lem cậu ta ôm hy vọng nhìn về người ở phía cửa như nhìn cái phao cứu mạng cuối cùng chị chị cứu em cậu ta luôn nói mình có bạn khắp thiên hạ cả ngày xưng anh gọi em với bọn họ nhưng đến những lúc thế này thì sao người cậu ta có thể xin giúp đỡ có thể bất chấp tất cả mà đưa tay về phía cậu ta lại chỉ có một mình bà chị mà cậu ta luôn chê phiền phức này trong lòng trang vinh quang không biết có cảm giác gì Trang Khả Nhi thở hồng hộc, thấy đối phương còn chưa ra tay thì trên mặt lộ rõ vẻ may mà mình đến kịp. Ánh mắt cô nhìn Trang Vinh Quang tràn thất vọng và tức giận. Ánh mắt thô tục của tên tóc vàng quét khắp người Trang Khả Nhi sau đó đều giả mở miệng mang tiền tới chưa? Đã mang tới, đúng như mấy người yêu cầu, 500 vạn, không thiếu một xu, Trang Khả Nhi ném một cái vali về phía bọn họ, tên đeo vòng vàng sách lấy cái vali rồi kéo đồng bọn đi kiểm tiền. Mấy người đàn ông xuống vào rồi bắt đầu đếm đếm. Bởi vì thời gian quá gấp gáp nên Trang Khả Nhi không chuẩn bị đủ tiền mặt, trong vali còn có cả vàng, châu báu. Đem tất cả cộng lại chắc chắn giá trị không dưới con số kia. Một hồi lâu sau có người hô lên, lão đại, không có vấn đề gì. Cô nàng này cũng đủ thành thật, bây giờ thả người được chưa? Trang Khả Nhi lạnh mặt hỏi, tất nhiên, tên tóc vàng trước mắt, sau đó hai tên đồng bọn lập tức buông Trang Vinh Quang ra. Chị, khuôn mặt Trang Vinh Quang tèm lem nước mắt nước mũi vội vàng chạy về phía chị mình. Trang Khả Nhi nhịn cơn giận trong lòng xuống, cô biết đây không phải là nơi để nói chuyện, việc quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng rời đi. Nhưng mà ngay lúc hai người định rời đi thì cánh cửa đột nhiên bị mấy tên khốn kia đóng lại. chương 1142, không được động vào chỉ tôi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Tên tóc vàng nhướng mày, cô em, định đi đâu đấy? Chẳng phải đã đưa tiền cho mấy người rồi sao? Còn muốn gì nữa đây? Tôi nói là để em trai cô đi, chứ đâu có bảo để cô đi. Ánh mắt dâm, đáng của tên tóc vàng quét qua quét lại trên người Trang Khải Nhi. Các người có ý gì? Tiền đã cầm rồi sao có thể lật lọng? Trang Vinh Quang nổi giận, tên đeo vòng vàng cười ầm lên, ha, đưa là một chuyện, nhưng mà hai đứa mày chậm chạp thế thì chẳng phải chúng tao nên thu ít tiền lãi sao? Tiền lãi, Trang Khả Nhi có dự cảm xấu, lãi cái chó gì, chúng mày cố ý gây sự đúng không? Trang Vinh Quang giận đến nổ phổi, may mà được Trang Khả Nhi kéo lại. Mấy tên kia người đông thế mạnh, nếu xảy ra chuyện gì thì hoàn toàn bất lợi đối với hai người họ. Muốn thêm tiền sao? Được thôi, tôi có thể đi lấy nhưng cần chút thời gian. Trang Khả Nhi nói, tên đeo vòng vàng với tên tóc vàng nhìn nhau một cái rồi lộ ra nụ cười quỷ dị. Gã tóc vàng sờ sờ cầm, dùng ánh mắt xâm tục nhìn cô, tiền thì không cần, mấy anh cũng chẳng thiếu chút tiền đó. Chỉ cần cô em ở lại chơi với mấy anh em tôi một đêm thì khoản tiền lãi này coi như xong. Trang Vinh Quang không nhịn được nữa sông lên, khốn khiếp. Tao giết chết cả lũ chúng mày, nhưng mà cái thân gà bệnh của cậu ta sao có thể là đối thủ của mấy tên to con này. Lập tức có một tên mặt sẹo vọt ra từ đám người cho Trang Vinh Quang một đấm đo ván thẳng quát. Tao cho mày láo đấy à, mẹ nó chứ, ở đây rồi mà còn dám láo với tao à. Cùng lúc đó có một tên đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen xăm trổ toàn thân, mặt mũi dâm tục bước từng bước tới gần Trang Khả Nhi. Trang Khả Nhi hoàn toàn không ngờ được lần này Trang Vinh Quang lại chọc tới loại người như vậy. Nhưng lúc này có nói gì cũng không kịp nữa rồi, cô chỉ có thể lảo đảo bước lui về sau từng bước một. Nhưng dù sao đi nữa thì Trang Khả Nhi cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đứng giữa một lũ đàn ông bặm trợn thì có thể trốn đi đâu. Cô vừa mới chạy được vài bước thì đã bị một tên đàn ông nắm lấy đẩy ngã xuống đất, cái áo khoác bên ngoài bị gã ta xé rách lộ ra chiếc váy ngủ mỏng manh bên trong. Ồ, cô em này thật hiểu lòng người quá ha. Mặc thế này tới đây nè, sự dâm đãng lan tràn trong đôi mắt gã, những người xung quanh cũng bắt đầu cười ầm lên. Trang khả như nghe tin Trang Vinh Quang bị bắt thì lòng như lửa đốt, đối phương cũng chỉ cho 30 phút để xoay tiền nếu không thì lập tức chặt ngón tay. Như thế thì cô làm gì có thời gian mà thay quần áo, chỉ có thể vội vội vàng vàng khoác thêm cái áo bên ngoài rồi chạy đi, ngay cả giày cũng không kịp thay mà đi nguyên đôi dép trong nhà tới. Thậm chí do lúc nãy chạy gấp quá mà giờ chỉ còn có một chiếc. Buông ra, buông tôi ra trang khả nhi giấy rủa cua tay tát một cái tên xăm chỗ bị tát một phát thì nổi giận hắn ta ra sức xé quần áo của trang khả nhi khốn khiếp dừng tay cho tao có bản lĩnh thì đánh với tao đây này đừng có mà động đến chị tao trang vinh quang thấy trang khả nhi bị đè xuống đất thì khuôn mặt trở nên vặn vẹo vừa nãy cậu ta còn bị đánh cho thoi thóp trên mặt đất mà giờ này đã lập tức vùng dậy điên cuồng đánh đập hai tên đàn ông canh giữ bên cạnh chúng mày không được động vào chị tao không được động vào chị tao có giỏi thì đánh với tao này. Trang Vinh Quang sau khi tránh thoát sự kèm cặp của hai gã kia liền vọt về phía Trang Khả Nhi định đẩy tên đàn ông khốn nạn kia ra. chương 1143, người phụ nữ xinh đẹp như yêu tinh. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Kết quả là bị hắn ta đấm cho tới thấp vào mặt, mấy tên đàn ông bên cạnh cũng nhào về phía Trang Vinh Quang. Vinh Quang, Trang Khả Nhi túm lấy quần áo xốc xịch mà thét lên một cách thê lương. Một giây sau, Trang Khả Nhi lập tức bị tát một cái ngã lăn ra đất, gã xăm chỗ túm lấy tóc cô kéo vào trong góc, con khốn. Mày gào cái gì mà gào, chờ lát nữa tao cho mày gào đủ, chị, chúng mày buông chị tao ra. À, Trang Vinh Quang bị, mấy tên vây vào đánh đập dã man, dần dần cậu ta không phát ra được một âm thanh nào mà chỉ có thể gắt gao nhìn hướng Trang Khả Nhi bị kéo đi. Đôi mắt Trang Vinh Quang gần như trợn lồi ra ngoài, bên trong răng đầy những tơ máu đan xen cùng nước mắt trong suốt nhưng cậu ta lại chẳng thể làm bất cứ cái gì mà chỉ có thể trơ mắt ra nhìn trơ mắt nhìn chị mình bị người ta làm nhục trang vinh quang cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung lúc này cậu ta chỉ có thể gào những tiếng kêu yếu ớt như một con thú bị nhốt trong lồng chúng mày không được động vào chị tao không được động đừng động vào đừng động vào chị ấy chưa bao giờ trang vinh quang lại thấy hận bản thân mình như lúc này hận chính bản thân mình cậu ta muốn giết chết chính mình hận không thể một dao chấm dứt mạng sống của mình cậu ta chỉ là một thằng xúc sinh. Bên cạnh cửa kho hàng, tên đeo vòng vàng châm thuốc cho gã tóc vàng, trên mặt gã lộ ra mấy phần do dự chắc được rồi chứ. Bên kia cũng chỉ bảo hù dọa chút cho bọn nó sợ thôi mà. Vội cái gì, nếu đã dọa thì phải dọa đến nơi đến chốn chứ. Chẳng phải người kia đã bảo muốn làm anh hùng cứu Mỹ nhân sao. Đã thế thì tất nhiên phải làm cho càng giống thật càng tốt, như thế mới có hiệu quả. Tên tóc vàng túc tắc trả lời. Gã đeo vòng vàng nhìn về phía Trang Khả Nhi trong góc rồi lộ ra một nụ cười thô bỉ, chỉ sợ là tiếp tục nữa thì lão ca không nhịn được nữa thôi. Cô ta đúng là ngon quá mà, ha, không nhịn được, không nhịn được thì vừa hay cho mấy anh em chúng ta chơi vui vẻ một lúc. Gã tóc vàng nhìn phía người đàn ông đã bắt đầu mất không chế trong góc kia rồi cười lạnh nói. Gã đeo vòng vàng biến sắc, này, mày đừng có làm ẩu. Cô ta là con gái của Trang Liêu Nguyên đó, biết biết, tao tự có chừng mực mà tên tóc vàng chậm chạp móc di động ra, chuẩn bị gọi cho khách hàng. Nhưng mà, ngay lúc đó lại có một người lẳng lặng xuất hiện ở cửa. Người đó mặc một chiếc váy màu đỏ rượu vang, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc xoăn tự nhiên rơi trên đầu. Vai, một người phụ nữ đẹp như yêu tinh, điếu thuốc trong miệng tên đeo vòng vàng rơi trên mặt đất, tên tóc vàng cũng quên cả gọi điện thoại. Thậm chí, cái tên đang xé quần áo của Trang Khả Nhi sau khi nhìn thấy cũng ngây ngẩn tiểu tịch, mau chạy đi, mau rời khỏi đây đi. Lúc nãy, thừa dịp những người đó không chú ý Trang Khả Nhi vội vàng bấm một dãy số rồi nhanh chóng gửi tin cầu cứu. Nhưng ngay khi nhận ra đó là số của Ninh Tịch thì Trang Khả Nhi lập tức hối hận, cô sợ Ninh Tịch sẽ vì mình mà rơi vào cảnh nguy hiểm. Nhìn thấy Ninh Tịch một thân một mình tới đây thì Trang Khả Nhi vô cùng sợ hãi, cô vội vàng hét to bảo Ninh Tịch mau rời khỏi đây. Khi ánh mắt của Ninh Tịch rơi vào góc tối trong cái kho hàng thấy trang khả nhi quần áo xộc xách gần như khỏa thân bị một tên đàn ông đè dưới thân thì không kiềm chế nổi sát khí trong mắt. Gã tóc vàng nhìn chằm chằm Ninh Tịch, trên mặt lộ rõ vẻ dâm tà, "Ôi, lại thêm một cô em nữa này." Đúng lúc đang lo không biết phân chia thế nào đây, nhưng mà gã vừa dứt lời thì một tiếng gió ập đến, một cú đá nặng nề nện vào thái dương của gã khiến gã nằm im hôn đất luôn. Chương 1144, nhục nhã Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Những người khác thấy tình hình không đúng lập tức trở nên cảnh giác, đồng loạt xông lên. Nhưng mà thân pháp của cô gái này thật vô cùng quỷ dị, bất kể bọn họ làm cách gì cũng không tiếp cận cô ta được, trái lại liên tiếp bị cô ta đập cho nằm im luôn. Đám người này từng gặp vô số tên cớm lợi hại, cũng từng tránh thoát vô số lần truy bắt nhưng lại chưa từng gặp qua một đối thủ đáng gờm đến như thế này. Lai lịch của cô gái này rốt cuộc là gì? ninh tịch lạnh lùng đạp cho mấy tên khốn nạn kia nằm trên đất rên gì, rồi bước dần từng bước đến gần trang khả nhi tiểu tiểu tịch trang khả nhi dùng tay che đi thân thể của mình cả người không khống chế được mà run lên ninh tịch cởi áo khoác ngoài của mình xuống rồi khoác lên người trang khả nhi tiểu tịch cẩn thận trang khả nhi thấy tên đàn ông xăm chỗ kia không biết bò dậy từ lúc nào trong tay hắn ra đang cầm một cây côn lớn đập về phía đầu ninh tịch ninh tịch lập tức đẩy trang khả nhi vào góc tường rồi mới xoay người lại cô không lùi lại mà lựa chọn tiến tới cho tên kia một cái đạp mạnh vào cổ tay trước khi gã kịp nện thanh côn xuống. Cây gậy rơi xuống đất phát ra âm thanh lạch cạch, ngay sau đó cái gã xăm trổ lại nhận thêm một cú đá nữa ngã ngửa ra đất. Đến tận lúc nằm ngửa ra đất rồi gã ta vẫn không hiểu tại sao cô gái này lại có thể ra tay nhanh như vậy, hơn nữa mỗi chiêu đều chính xác nhắm vào điểm chí mạng của gã. Ninh tịch từ trên cao nhìn xuống tên đàn ông vừa định làm nhục trang khải nhi, sau đó cô cúi người nắm lấy cổ áo gã nhấc lên và một đấm vui vẻ hạ xuống cái mặt bị ổi của gã tiếp theo lại một đấm lại một đấm trên mặt Ninh Tịch không có bất cứ biểu tình gì tựa như đã tách biệt hoàn toàn với thế giới mà chìm vào thế giới riêng của mình động tác của Ninh Tịch cứ như một cỗ máy móc vô tri không ngừng đấm đá vào người đàn ông kia trong kho hàng trống trải chỉ có thanh âm bụp 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 vang lên không dứt khuôn mặt của tên xăm trổ đã dần không thể nhận dạng mà nắm tay Ninh Tịch cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ máu kia không biết là máu của tên xăm trổ hay là máu của ninh tịch do dùng sức quá mạnh mà bật ra nữa nhưng mà ninh tịch vẫn không dừng lại càng đấm càng hăng dường như cô không còn là con người nữa mà trở thành một con ác quỷ đang bỏ ra từ địa ngục tất cả đều sợ đến ngây người mấy tên du côn khác cũng đều nhún chân ngã xuống đất ánh mắt kinh hoàng ngay cả trang vinh quang với trang khả nhi cũng cảm thấy sợ hãi đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên từ sau lưng ninh tịch con khốn này mày dừng tay lại ngay cho tao, lập tức giơ hai tay lên, tên đeo vòng vàng không biết móc đâu ra một khẩu súng, gã hướng họng súng đen ngòm nhằm thẳng vào đầu ninh tịch. Trang Vinh Quang với Trang Khả Nhi thấy thế lập tức đổi sắc mặt. Tiểu tịch, ninh tịch ném cái gã trong tay ra rồi từ tốn lấy mở u bàn tay lau đi vệt máu bị bắn lên nơi khóe miệng, ánh mắt cô rời về phía gã đeo vòng vàng đang lăm lăm cầm khẩu súng. Giơ hai tay lên, tiến lại đây, tự cởi quần áo của mày ra cho tao. Gã đeo vòng vàng gầm lên, tiểu tịch trang khả nhi hốc mắt đỏ bừng mục tiêu của mấy người chẳng phải là tôi sao để cô ấy đi vốn là vậy nhưng giờ thì khác rồi con khốn này làm anh em của tao bị thương mà còn muốn đi đừng hòng mấy tên đàn ông nằm trên đất thấy vậy cũng rối rít bỏ dậy sau đó hung ác vây quanh ninh tịch bầu không khí trong chốc lát đã căng thẳng đến tột đỉnh vinh quang che mắt khả nhi lại ninh tịch bình tĩnh nói trang vinh quang bất giác làm theo yêu cầu của ninh tịch lảo đảo chạy tới rồi lấy tay che lại đôi mắt của chị mình. Ngay tại lúc cậu ta kịp che lại mắt của Trang Khả Nhi thì trong bóng đêm trống trải đột nhiên vang lên một tiếng đoàn. Gã đeo vòng vàng trợn mắt ngã sóng xoài trên mặt đất, trên trán của gã còn có một lỗ máu đang chảy ra máu tươi tanh nồng. Mà trong tay Ninh Tịch không biết từ khi nào đã xuất hiện một khẩu súng, lúc này họng súng vẫn chĩa thẳng về nơi gã đeo vòng vàng từng đứng. Trường 1145, nhất định là một nữ ma đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Khi tên cầm đầu ngã xuống, những tên côn đồ vây quanh Ninh Tịch cũng lập tức biến sắc theo. Một tên trong đó mò xuống hông mình theo bản năng nhưng quả nhiên là không có gì cả. Khẩu súng trong tay người đàn bà kia rõ ràng là súng của gã, không biết cô ta đã cướp được từ lúc nào. Đáng chết, ba lão đại của bọn họ, một người thì bị đá cho một phát đến giờ vẫn còn đang ngất, một người bị đấm cho máu thịt lẫn lộn còn một người thì bị cô ta bắn một phát chết tươi luôn ba tên này vốn cũng chẳng phải là hãng loang quang gì chỉ là gần đây mới bắt đầu hoạt động ở khu vực đế đô chuyên trà trộn vào các sòng bạc lớn làm ít đơn hàng tươi thậm chí còn buôn bán cả súng đạn ấy vậy mà hôm nay lại toàn bại trong tay một cô gái nếu nói ninh tịch vừa rồi lạnh mặt đấm người là một kẻ điên vậy thì giờ phút này ninh tịch đang cầm súng trong tay nhất định là một cỗ máy giết người không có bất cứ tình cảm gì có chỗ nào là một người đẹp nũng nịu gì chứ đây đường đường chính chính là một nữ ma đầu trang vinh quang tận mắt thấy được cảnh tượng ninh tịch nổ súng giết người nên cả khuôn mặt của cậu ta hiện giờ trắng đến không còn giọt máu mặc dù cậu ta cũng thuộc dòng dõi gia đình quân nhân nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt thấy cảnh giết người ở gần thế này một người đang sống sờ sờ cứ thế mất mạng trang vinh quang cũng từng nghe cha và ông nội kể nên cũng coi như biết một chút dẫu cho tài năng bắn súng có cao cỡ nào đi nữa thì huấn luyện và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kể cả có là cảnh sát chuyên nghiệp hay là tay súng bắn tỉa cũng phải được huấn luyện nhiều năm mới dám hướng súng về phía người sống. Thậm chí sau lần đầu tiên giết người thì không ít người phải chiến đấu với bóng ma trong lòng một thời gian dài. Nhưng mà ninh tịch thì bất kể là trước khi nổ súng hay sau khi đã bắn xong đều không có chút biến hóa nào trên khuôn mặt. Bỗng nhiên thấy cảnh một người còn sống sờ sờ trước mặt mình biến thành một cái xác lạnh lẽo, Trang Vinh Quang tuy có sợ hãi nhưng cảm xúc khâm phục đối với cô gái trước mặt đã áp đi nỗi sợ đó. Đồng thời cậu ta cũng càng thêm phỉ nhổ chính bản thân mình. Mặc dù cậu ta có hơi dại đời nhưng tuyệt đối không có ngu, lúc nhìn thấy tên đeo vòng vàng kia cầm lấy khẩu súng thì cậu ta đã biết mấy tên này chắc chắn không phải hãng lưu manh bình thường. Nếu chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ thì làm sao có súng? Nếu không nhờ phát súng của Ninh Tịch khiến bọn chúng sợ hãi thì sợ rằng bây giờ đám côn đồ này đã điên cuồng phản công rồi. Tiểu Tịch, Trang Khả Nhi nghe được tiếng súng thì lập tức kinh sợ, cố gắng sức kéo tay Trang Vinh Quang đang che mắt mình ra. Khi thấy người ngã xuống là tên đeo vòng vàng kia còn Ninh Tịch vẫn an toàn đứng đó thì mọi lo lắng của Trang Khả Nhi mới dỡ xuống, đồng thời trong mắt cũng ánh lên sự lo âu. "Phát súng kia, là Tiểu Tịch bắn, con đĩ, mày, mày chết chắc rồi, mày, mày giết người, mày dám giết người." Một tên côn đồ sợ hãi run rẩy hét lên. Chương 1146, tối nay không ai có thể rời đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Vẻ mặt Ninh Tịch cứ như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cô nhếch môi lên cho nên. Có cần tao báo công an giúp không? mày 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 mấy tên côn đồ chố mắt nhìn nhau, một chữ cũng không hé ra được. Ba tên cầm đầu trong lúc say rượu đã từng tiết lộ rằng chúng là ba đối tượng bị cảnh sát phát lệnh truy nã, thậm chí còn khoe khoang nói rằng chúng đã từng đánh chết biết bao tên cớm lần theo. Cái loại tội phạm truy nã thì có bị bắt cũng bắn chết tại chỗ mà thôi, có báo cảnh sát cũng bằng thừa. Mở sòng bạc, bắt cóc tống tiền, hiếp dâm không thành, mỗi một tội đều là tội chung thân cả. Bọn chúng có báo cũng phải vào tù bóc lịch, mấy tên côn đồ nhìn nhau một cái rồi dối rít đưa ra kết luận rằng, người phụ nữ trước mắt này còn đáng sợ hơn ba tên ôn thần kia cộng lại, tốt nhất là chạy. Vì thế đám người bắt đầu dối rít nhấc chân lên chạy tháo mạng. Nhưng mà, bọn chúng vừa mới bước được mấy bước thì sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng đứng lại tất cả lập tức dừng lại theo bản năng tao cho chúng mày đi đấy à giọng nói y hệt như thanh âm vang lên từ địa ngục khiến bắp chân mấy tên côn đồ run rẩy không ngừng ninh tịch hơi rũ mắt xuống giấu đi sự hưng phấn cùng điên cuồng như dã thú lâu ngày chưa đi săn cô cố ý không báo cảnh sát mà một thân một mình tới đây thì sao có thể cho phép đám khốn nạn này rời đi dễ dàng như vậy tối nay đừng ai mong có thể rời khỏi đây ánh mắt của ninh tịch giống như ánh mắt đang nhìn người chết lướt qua từng người, giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm, vừa nãy, có những ai chạm vào cô ấy. Không phải em, không phải em, em cũng không, em thề là em chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô ấy. Trong phút chốc tất cả đám côn đồ đều thi nhau thề sống thề chết, chỉ còn thiếu nước đem cả 18 đời tổ tông ra mà thề. Ninh tịch chậm rãi lướt về một tên răng hô mỏ nhọn đang lén lút định chạy đi, lúc nãy khi tên xăm trổ xé quần áo của khải nhi ra thì chính gã ta là người đã đè tay của cô ấy lại cái gã giang hô kia phát hiện tầm mắt của ninh tịch nhìn về phía mình lập tức cảm thấy không ổn nhưng mà căn bản là gã ta cũng chẳng có thời gian mà chạy trốn lập tức bên tai gã ta vang lên một tiếng đoàn tiếp theo đó là một tiếng gào chói tai cùng dòng máu bắn tung tóe như pháo hoa từ cổ tay gã vì đau đớn quá mức mà gã ta nằm lăn lộn trên mặt đất con khốn nạn tao phải lấy mạng của mày gã run rẩy móc lấy súng lục gia định bắn nhưng gã vừa mới giơ súng ra thì đã bị ninh tịch bắn rớt trong nháy mắt gã ôm tay lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên con mẹ này nhất định không phải người chị hai xin tha mạng xin chị tha mạng chúng em không hề chạm đến một đầu ngón tay của bạn chị mà thật đó chị tin chúng em đi có súng cũng vô dụng chứ đừng nói những kẻ tay không tất sắt đến giờ phút này thì cả ý định phản kháng cũng mất sạch mấy tên còn lại cũng bịch 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 thi nhau quỳ xuống xin tha thứ nhưng mà, Ninh Tịch chẳng hề có ý buông tha bọn họ, sát khí xung quanh cô ngày càng dày đặc. Khẩu súng trong tay từ từ chỉa thẳng vào đầu của tên Giang Hô. Hai cái tay của gã đã thành đồ trang sức, lúc này gã đã không còn chút sức chống trả nào mà chỉ có thể hèn mọn như một con dê con chờ người ta đến làm thịt. chương 1147, tiểu tịch tỉnh lại đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Chị hai, em xin lỗi, em không biết gì hết cả, em chỉ là thằng chạy việc còn con thôi mà, lão đại bảo em làm cái gì thì em làm cái đó. Oan có đầu nợ có chủ, việc này không có liên quan gì đến em hết, em xin chị. Gã giang hô hoàn toàn chìm trong sợ hãi, không ngừng kêu la xin tha mạng. Mày chạm vào cô ấy, vẻ mặt ninh tịch chẳng có chút dao động nào, cô thật sự muốn giết chết gã khốn nạn này. Không có, em không có, em, em chỉ chạm tay cô ta một chút, thôi, không không không, em không cố ý như vậy xin chị tha cho em một mạng. Xin chị, đúng quần của gã bắt đầu tí tách rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng nhạt tanh tươi. Ninh tịch không có kiên nhẫn nghe gã ta làm nhảm, gã ta la lối quá om sòm khiến sự tàn nhẫn trong mắt Ninh tịch càng mất không chế. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh Trang Khải Nhi bị gã đàn ông kia đè xuống đất. Những hình ảnh ấy, dần dần trùng khớp với những hình ảnh của 5 năm trước. Điều đó khiến đầu Ninh Tịch đau như muốn nứt ra, đồng thời cũng ngày càng mất không chế. Ninh Tịch siết chặt cò súng, càng ngày càng chặt gần như một giây sau là đầu đạn đã ngay lập tức lao ra khỏi họng súng rồi nhưng đúng vào thời điểm đó lại có một đôi tay mềm mại ôm lấy cô từ đằng sau tiểu tịch đủ rồi đủ rồi cậu tỉnh lại đi tớ không sao rồi tớ không sao hết tiểu tịch tỉnh lại đi mà được không tiểu tịch tiểu tịch âm thanh lo lắng sốt sắng của trang khả nhi vẫn một mực vang lên bên tai ninh tịch sống lưng cứng đờ của cô dần thả lỏng những tia máu đỏ hằn trong mắt cũng dần dần rút đi ngay khi Ninh Tịch hạ súng xuống thì những tên côn đồ còn lại cũng cuống cuồng nắm chặt cơ hội mà chạy trốn ra ngoài. Khóe mắt Ninh Tịch liếc bọn họ một cái, sau đó cho cái tên đang xách vali tiền lên một phát súng vào chân, tên đó thét thảm lên một tiếng rồi run rẩy đưa vali tiền lại cho nữ ma đầu rồi mới lảo đảo rời đi. Mẹ nó chứ, 500 vạn đó, thôi kệ, tính mạng vẫn hơn, tiền cũng lấy lại rồi, Tiểu Tịch à, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Trang Khả Nhi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vội vã thúc giục Ninh Tịch. Hai người đi trước đi, mình dọn dẹp chút đã. Ninh Tịch nói, nhưng mà, Trang Khả Nhi hiển nhiên không yên tâm khi để Ninh Tịch lại một mình. Đi đi, Ninh Tịch dịu dàng vỗ bả vai Trang Khả Nhi một cái để an ủi cô không cần lo cho mình. Sau đó li ánh mắt sắc như dao về phía Trang Vinh Quang, mau lăn lại đây, đỡ chị của cậu. À, Trang Vinh Quang lồm cồm bò dậy, nhưng do hấp tấp quá mà bị vấp chân vào xác tên đeo vòng vàng tí thì ngã. Cô cậu vội vàng chạy đến cạnh Trang Khả Nhi rồi cẩn thận đỡ chị mình ra ngoài. Ninh tịch lưu loát dọn dẹp tất cả dấu vết của mình lưu lại hiện trường, sau đó lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Với tình huống như này thì cảnh sát chỉ đưa ra kết luận là một đám côn đồ tụ tập lại rồi đánh nhau dẫn đến tử vong mà thôi. Cuống hồ lúc nãy khi giao thủ Ninh Tịch đã phát hiện mấy tên này không phải dân lưu manh bình thường, giọng nói của bọn chút hơi có chút âm điệu của cư dân khu tam giác vàng 1, 89 phần là là mấy tên bị truy nã trốn qua đây một khu tam giác vàng là khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan, Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Sao Trang Vinh Quang lại chọc tới đám người này được, Ninh Tịch cũng không rảnh để nghĩ nhiều mà nhanh chóng rời khỏi. Hiện trường, bóng người mảnh mai dần biến mất trong màn đêm. Trường 1148, muốn trở thành một người như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trên đường quốc lộ, Trang Khả Nhi đứng cạnh xe đi đi lại lại mà lòng nóng như lửa đốt, mãi tới khi thấy Ninh Tịch bước ra mới thở phào một hơi, lập tức chạy lại gần Ninh Tịch, "Tiểu Tịch, đi thôi." Ninh Tịch mở cửa ghế phó lái rồi nhanh chóng đỡ Trang Khả Nhi lên xe. Trang Vinh Quang cũng ngoan ngoãn giúp vào băng ghế sau. Trang Khả Nhi kéo sát áo khoác của Ninh Tịch trên người mình lại, sau đó bất an nói, "Bộ dạng của tớ bây giờ mà về nhà rồi bị người giúp việc trông thấy thì e là rất phiền toái, đến chỗ tớ trước đi." "Ừ." trang khả nhi gật đầu một cái hốc mắt đỏ ửng nhìn cô gái đang lái xe tiểu tịch chuyện đêm nay thật xin lỗi cậu lúc đó tớ hoảng quá nên không suy nghĩ nhiều đã gửi tin nhắn đi sau đó nghĩ lại mới thấy mình sai lầm cỡ nào nhớ đâu cậu vì tớ mà bị làm sao thì tớ có chết vạn lần cũng không đủ thật thật xin lỗi ninh tịch liếc nhìn trang khả nhi qua kính chiếu hậu đôi mắt đã không còn đỏ ngầu như lúc trong kho hàng cô dịu dàng nói cậu không cần xin lỗi tớ thực tình tớ rất vui vì là người đầu tiên cậu nghĩ đến khi gặp khó khăn nhìn vẻ mặt ôn nhu của ninh tịch trong lòng trang khả nhi dâng lên một cảm xúc khó có thể diễn tả được bằng lời cô rút ra một tờ khăn giấy giúp ninh tịch xóa đi vệt máu trên mặt nhưng mà sao cậu lại tới nhanh như thế được mấy ngày nay tớ đang công tác ở tỉnh ngoài tối nay vừa về đến đế đô xong lúc từ sân bay về nhà thì nhận được tin nhắn của cậu may mà lúc đó tớ ở gần đấy nếu không chỉ tới chậm một bước thì chính ninh tịch cũng không dám tưởng tượng ra hậu quả sẽ là gì Trang Khả Nhi nghe vậy thì tỏ vẻ hóa ra là vậy nhưng sau đó lại giàu dĩ, tiểu tịch, chuyện này liệu có ảnh hưởng gì đến cậu không, dẫu sao vừa nãy cậu mới. Ninh tịch nghiêng đầu cho Trang Khả Nhi một vẻ mặt yên tâm đi. Tin mình đi, họ sẽ không tra ra đâu. Ừ, Trang Khả Nhi gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt lộ rõ sự tín nhiệm vô điều kiện. Trang Vinh Quang ngồi ở ghế sau ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ninh tịch, trong mắt cậu ta có một. Sự ước ao mà chính bản thân cậu ta cũng không biết. Cậu ta muốn, muốn trở thành người như vậy, trở thành một người có thể làm chỗ dựa cho người khác. Có thể khiến người bên cạnh hoàn toàn tin tưởng cùng ỉ lại vào mình. Cậu muốn làm một người đàn ông chân chính. Nửa tiếng sau, Ninh Tịch lái xe về đến biệt thự của mình. Vừa vào nhà, Ninh Tịch đã lập tức tìm một bộ quần áo sạch cho Trang Khả Nhi, cậu đi tắm rồi thay đồ đi. Ừ, Trang Khả Nhi đi rồi, Trang Vinh Quang có chút luống cuống tay chân đứng được trong phòng khách. Cậu ta cho rằng nhất định Ninh Tịch sẽ mắng cậu ta té tát, không chừng còn tẩn cậu ta gần chết ý chứ. Nhưng kết quả là Ninh Tịch chẳng hề nói cậu ta nửa câu, từ đầu đến cuối còn không thèm nhìn lấy một cái chứ đừng nói đến mắng, cứ như thể cậu ta là người vô hình vậy. Thái độ hờ hững của Ninh Tịch còn khiến cậu ta cảm thấy khó chịu hơn cả việc bị ăn mắng một trận. Một lát sau, Trang Khải Nhi tắm xong bước ra, Ninh Tịch để bánh bao cầm hòm thuốc đến sau đó mới bảo Trang Khải Nhi ngồi xuống cạnh mình để tớ xem vết thương của cậu. Ninh Tịch nhìn lướt qua đã thấy được trên tay và trên cổ của Trang Khả Nhi hắn đầy dấu vết bị bóp mạnh. Những vết xanh tím đó còn nổi bật đến chói mắt chứ đừng nói đến những mảng bầm tím ở những chỗ lộ ra bên ngoài. Chương 1149, cậu còn là một thằng đàn ông sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Thấy sắc mặt ngày càng kém của Ninh Tịch, thậm chí còn mơ hồ có dáng vẻ mất khống chế như ở lúc kho hàng thì Trang Khả Nhi vội vàng kéo tay cô Trần An, tiểu tịch, không có gì đâu chỉ là vài vết thương ngoài da thôi mà nhưng mà kể cả nói như vậy thì sắc mặt ninh tịch cũng chẳng tốt hơn chút nào cái này mà gọi là chỉ vài vết thương ngoài da thôi sao đối với bất cứ một cô gái nào thì những chuyện thế này đều sẽ để lại trong lòng họ một bóng ma cực kỳ lớn thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thế thì sao có thể nói là vết thương ngoài da cuống chi trang khả nhi chỉ là một cô gái ngây thơ không dành thế sự được bao bọc từ nhỏ trước giờ cô ấy chưa bị khuất nhục hay gặp phải những chuyện đáng sợ như thế này may mà mấy tên kia chưa kịp làm gì, nếu không một tên Ninh Tịch cũng không tha, ngay cả Trang Vinh Quang cô cũng giết luôn. Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi thu hồi luồng khí âm trầm quanh người mình lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Trang Khả Nhi, "Sẽ hơi đau chút đó, cậu cố chịu nhé." Trang Khả Nhi rất sợ Ninh Tịch lại mất khống chế lần nữa cho nên có đau cũng không dám kêu, cô chỉ lặp đi lặp lại những câu an ủi, "Không có gì đâu mà, cũng không đau lắm đâu." Trong góc, Trang Vinh Quang bần thần nhìn những vết xanh tím trên người Trang Khả Nhi. Còn trong đầu cậu ta lúc này đang điên cuồng lật lại những hình ảnh khi Trang Khả Nhi bị những người đó nhục nhã mà cậu ta lại chẳng thể động nổi một ngón tay. Đám mây đen quanh thân cậu ta càng ngày càng dày đặc và nặng. Nề, cuối cùng, dường như cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn. Nắm đấm của Trang Vinh Quang siết chặt lại, sống lưng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong phòng khách im ắng bỗng vang lên tiếng khóc của một cậu thiếu niên, dần dần thanh âm càng ngày càng lớn. Nghe được tiếng khóc nức nở sau lưng thì Ninh Tịch ngừng động tác bôi thuốc lại, cô xoay người nhìn cậu thiếu niên cả người dính máu đang dần mất khống chế. Nói thật, lúc ở kho hàng thì người mà Ninh Tịch muốn giết nhất chính là Trang Vinh Quang. Sở dĩ cô chưa hề nhìn cậu ta hay nói bất cứ một câu nào cũng chỉ vì sợ bản thân mất bình tĩnh mà làm ra chuyện gì đó. Lấy tính cách của Ninh Tịch thì tên khốn nạn như vậy giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí oxy mà thôi. Ninh Tịch nhanh chóng xử lý vết thương cuối cùng trên người Trang Khải Nhi rồi mới dùng khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về phía Trang Vinh Quang. Trang Vinh Quang, cậu muốn tự do, muốn phóng khoáng không gì trói buộc, không muốn bị bất kỳ ai quản lý cuộc sống của mình đúng không? Đã vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Cậu có quyền được lựa chọn cuộc đời mà cậu muốn sống. Bất kể là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe hay bài bạc cũng chẳng sao, đó là quyền tự do của cậu. Cho dù là cha mẹ của cậu cũng không có quyền can thiệp vào tương lai của cậu. Cậu thích là gì thì làm cái đó. Nói tới đây thì ánh mắt ninh tịch bỗng trở nên lạnh lẽo, nhưng mà tiền đề của tất cả mọi thứ chính là tên khốn nhà cậu phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả của cái mà cậu chọn, đừng có mà liên lụy đến người thân. Nếu không thì CMN đừng có mà cả ngày cứ sủa không cho ai nhúng tay vào đời mình. Để một cô gái yếu đuối tay chói gà còn không chặt giữa đêm hôm khuya khoát cầm 500 vạn chạy tới cái nơi nguy hiểm như vậy chuộc thân cho cậu. Cậu đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình xem cậu có đáng là một thằng đàn ông hay không. Trang Vinh quang nghẹn ngào đầy nước mắt đi đến cạnh Trang Khả Nhi rồi bịch một tiếng quỳ xuống, tát thật mạnh lên mặt mình, chị. Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Trường 1150, tối nay hai chúng ta ngủ chung. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Chị, em xin lỗi, lần sau em sẽ không thế nữa. Nhìn em trai quỳ xuống khóc lóc, Trang Khả Nhi cảm thấy tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Mấy năm gần đây cô cứ phải trơ mắt ra mà nhìn em mình càng ngày càng đi vào con đường hủy hoại, sự hy vọng trong cô cứ thế chết dần chết mòn, cô không trông cậy em mình có thể thành danh hay hy vọng về sau nó có thể gánh vác được trang gia điều cô mong ước chỉ đơn giản là nó có thể sống được cuộc đời bình an ấy vậy mà hôm nay nó suýt mất cả cái mạng nhỏ đối với người em trai này thì trang khả nhi chỉ có cảm giác bế tắc thậm chí cô còn không dám ôm hy vọng kể cả khi thấy nó đang quỳ xuống xin lỗi như này không ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao trang vinh quang liệu có khá hơn hay vẫn ngựa quen đường cũ giống như chuyện luyện súng lần trước cũng chỉ được vài ngày hăng máu mà thôi. Trang Khả Nhi có đầy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ than thở được một câu, đứng lên đi, sau này em đừng đến mấy chỗ như thế. Mà chơi nữa, Trang Vinh Quang gật đầu thật mạnh rồi lau nước mắt đứng lên. Tôn Bân với Lương Hạo vẫn ổn chứ, bọn nó có sao không? Trang Khả Nhi đột nhiên nhớ ra liền vội vàng hỏi. Theo như cô biết thì bình thường Trang Vinh Quang luôn thích theo hai cái thằng này trêu gà chọc chó khắp đế đô, cũng khá nổi danh trong đảng con nhà giàu ở thành phố này cả ngày chả học hành gì cứ túm tụm lại với nhau gây rắc rối, cho nên chắc chắn chuyện này cũng có phần của tụi nó. Trang Vinh Quang nghe tới hai thằng bạn thì lập tức biến sắc. Hừ, hai thằng chó kia sao? Chúng nó đánh hơi thấy chuyện không ổn thì mất tâm mất tích luôn, ngay cả một cú điện thoại cũng không liên lạc được thì sao có thể để ý tới sống chết của cậu chứ? Tất cả bọn chúng đều là những thanh niên hư hỏng bị người nhà khóa thẻ, chỉ có mình Trang Vinh Quang là thi thoảng xoay được chút ít từ Trang Khải Nhi mà thôi. Thế nên những vụ ăn chơi đều là do Trang Quang Vinh bỏ tiền bao chúng nó, khi đó cậu ta tự cho là mình rất trượng nghĩa, ai mà ngờ chúng nó cũng chỉ coi cậu là một kẻ coi tiền như rác, một thằng ngu dễ dụ. Trang Khả Nhi nhìn vẻ mặt của em trai thì cũng đoán được chút ít, nên cũng không nói gì nhiều nữa chỉ thở dài một cái mà thôi. Cô đã nói vô số lần với Trang Vinh Quang rằng, không muốn nó tới lui với đám không nên thân kia, nhưng mỗi lần cô nói thì thằng nhóc lại nổi giận, nói cô không tôn trọng bạn của nó rồi hai chị em lại to tiếng với nhau tiếp đó là mấy ngày liền không thèm về nhà bây giờ hai người muốn về hay là ngủ ở đây một đêm ninh tịch hỏi tiểu tịch mình có thể quấy dày một đêm không trang khả nhi thử dò hỏi ninh tịch gật đầu tất nhiên có thể trang khả nhi lập tức vui vẻ vậy để tớ báo cho người trong nhà đã trang vinh quang đứng một bên cũng yếu ớt giơ tay lên em em cũng muốn ở đây được không chị chị tịch, ninh tịch mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái, sofa. Trang Vinh Quang lập tức nói, không thành vấn đề, có nằm đất cũng được nữa là, em ở phòng khách trông cửa cho hai chị. Khả Nhi, tối nay cậu ngủ chung với tớ đi, ninh tịch nói với Trang Khả Nhi, ừ ừ, được được, Trang Khả Nhi đương nhiên là rất vui vẻ với đề nghị này. Trong phòng ngủ, ninh tịch soạn lại giường rồi hai người cùng nằm lên trên để tránh việc Trang Khả Nhi sẽ gặp ác mộng nên Ninh Tịch vẫn luôn tìm những chuyện thú vị nói với cô để phân tán lực chú ý. Trang Khả Nhi nằm trên chiếc giường mềm mại thoang thoảng tản ra hương vị của mặt trời, bên cạnh là cô gái có hơi thở trong trẻo cùng giọng nói ấm áp khiến cô an lòng. Một chút sợ hãi cuối cùng trong thâm tâm cũng dần biến mất. Chương 1151, sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website com Hóa ra việc có một người bạn có thể chia sẻ vui buồn cùng nhau, cùng nằm trên một chiếc giường tán phét đủ mọi thứ trên đời là như thế này. Cảm giác thật tuyệt, Tiểu Tịch, cảm ơn cậu, tớ đã hết sợ rồi. Lúc đầu quả thật là tớ sợ lắm, cũng rất tuyệt vọng nữa. Nhưng mà may là cậu tới kịp, cuối cùng cũng không có chuyện gì xảy ra hết, cậu không cần lo lắng cho tớ nữa đâu. Trong lúc Ninh Tịch không ngừng trấn an Trang Khả Nhi thì chính cô cũng không ngừng an ủi Ninh Tịch. Không sao thì tốt rồi, đi ngủ thôi. Ừ, ngủ ngon. Ban đêm có hai cô gái trẻ dựa sát vào nhau rồi cùng chìm vào giấc mộng. Dù ninh tịch đã nhắm mắt nhưng thực chất vẫn không hề ngủ, mãi cho đến khi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn cho thấy Trang Khả Nhi ngủ rất yên ổn, không có chút sợ hãi hay gặp ác mộng gì thì nỗi lo lắng trong lòng ninh tịch cuối cùng cũng đặt xuống. Thật may làm sao, thật may vì cô đã không nhìn thấy một ninh tịch thứ hai nữa. Việc ninh tịch cố gắng ngăn cản chuyện này xảy ra, cũng như tận lực an ủi Trang Khả Nhi giống hệt hành động đang tự cứu lấy mình năm đó. Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cộc, cộc, cộc. Ninh tịch hơi chống người dậy, vào đi, cửa phòng bị đẩy ra một khe hở nhỏ, trang vinh quang rón rén đứng ở cửa, chị tịch, chị em đã ngủ chưa? Ninh tịch, rồi, em, trang vinh quang nhìn ninh tịch, muốn nói lại thôi, chị tịch. Em có thể nói chuyện với chị một chút không? Ninh tịch nhìn cậu ta một cái, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng kéo chăn lên bước xuống giường. Trang Vinh quang tay chân quấn quéo đi theo Ninh Tịch, sau khi đến phòng khách cậu ta nhanh nhẹn kéo một cái ghế đến cạnh cô chị ngồi đi. Nói xong liền rót nước bưng đến, xong hết việc cậu ta lại quay về đứng cạnh Ninh Tịch, uốn éo một lúc vẫn không biết nên mở miệng thế nào. Ninh Tịch bưng cốc lên uống một ngụm, sau đó nhìn thanh niên đang quấn quéo trước mặt mình, có cái gì thì nói luôn đi. Trang Vinh Quang cúi đầu cắn cắn môi, kỳ kèo thêm một lúc lâu mới ỉu xìu mở miệng chị Tịch. Em, em còn cứu được không? Ninh Tịch ngẩng đầu nhìn chàng trai đang lúng túng đứng, mặt như thể đang chờ tuyên án, trời giúp không bằng tự mình giúp mình, hôm nay cậu có thể hỏi tôi câu này chứng tỏ cậu vẫn còn cứu được. Trang Vinh Quang nghe vậy thì sống lưng cứng còng đột nhiên thả lỏng hơn nhiều, hốc mắt hơi ửng đỏ, em biết giờ em có nói cũng sợ rằng chẳng ai tin. Nhưng mà lần này, em sẽ dùng hành động để chứng minh. Trang Vinh Quang vừa nói vừa dùng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm ninh tịch, giọng nói có chút kích động, chị tịch. Sau này em muốn làm một người đàn ông giống chị, ninh tịch giật giật khóe miệng, cái lý tưởng này của cậu không đúng trọng điểm là bà đây là con gái có được không hả chị tịch trước đây chị làm gì thế chị chỉ là diễn viên bình thường thật sao trang vinh quang tò mò hỏi một câu ánh mắt ninh tịch hơi lóe lên nếu tôi nói không phải thì sao trang vinh quang bị sự nguy hiểm trong đôi mắt kia làm cho sợ run lên nhưng vẫn kiên định mở miệng bất kể trước đây chị làm cái gì dù tốt hay xấu nhưng giờ chị đối xử với chị em tốt như thế lại còn giúp đỡ em nữa trong lòng em chị mãi mãi là người tốt hơn nữa nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Lúc ấy chị nổ súng là quá chính xác, vậy chị đây cảm ơn cậu nha. Trường 1152, hai người nằm trên giường. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đêm khuya, trong một căn biệt thự đắt tiền nào đó. Ninh Tuyết Lạc đi đi lại lại trong phòng khách, trên mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh, tôi chờ điện thoại cả đêm nhưng cuối cùng anh lại nói có chuyện xảy ra ngoài ý muốn cứ luôn mồm nói không cần tôi dạy anh làm việc thế mà bây giờ chỉ có một con đàn bà với một thằng quát vô dụng mà cũng không giải quyết được. Anh làm ăn thế đấy à, nhãi con, ban đầu chính cô nói Trang Vinh Quang tuyệt đối không dám gọi cho ai ngoài chị gái nó, kết quả thì sao? Người của tôi chết sạch, rõ ràng Trang gia đã phái người tới, chỉ vì cái chủ ý thối nát của cô mà tôi mất ba tên đàn em đắc lực, cô còn dám om sòm với tôi. Đầu bên kia hiển nhiên cũng đang vô cùng giận dữ. Bất kể thế nào thì chuyện này cũng do bên anh làm hỏng việc. Anh lo mà giải quyết cho tôi. Cô động vào cái nhà đó đã là chơi với lửa rồi, giờ thành thế này rồi mà cô còn muốn ông đây phải vì cô mà hy sinh thân mình sao? Chuyện này đến đây chấm dứt, đầu bên kia ầm một tiếng cúp điện thoại. Này, alo, Ninh Tuyết lạc ném mạnh điện thoại xuống đất, mặt mũi u ám. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài căn biệt thự ánh sáng đã chiếu rọi khắp nơi, từng mảnh cánh hoa đào từ rừng đào giữa sườn núi nương theo cơn gió bay đi khắp nơi, trong không khí thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt, Trang Vinh Quang từ trước đến giờ luôn luôn ngủ nướng đến muộn học nhưng hôm nay lại dậy thật sớm, lặng lẽ lái xe tới một quán bán. Đồ ăn sáng nổi tiếng của đế đô để mua đồ dâng lên cho hai cô chị. Trang Vinh Quang rời đi không bao lâu thì một chiếc xe may bách chậm rãi tiến vào. Lục Đình Kiêu bước xuống rồi vòng qua phía sau mở cửa bế con trai nhà mình ra bánh bao nhỏ vừa ra khỏi xe đã dãy dụa tuột xuống đất sau đó nhanh chóng chạy đi lạch bạch chạy đến cửa rồi nhóc mới phát hiện ra một chuyện rất quan trọng cửa cao quá cái thân ngắn ngủn của nhóc không với tới chỗ bấm mật mã vì vậy nhóc chỉ có thể nhịn nhục mà xoay người giơ hai cái tay ngắn ngủn lên tỏ ý muốn được ba bế lục đình kêu nhìn bộ dạng luống ca luống cuống giơ hai tay muốn bế của con trai anh nhàn nhã khoanh tay trước ngực đứng đó tỏ ý gọi ba đi tất nhiên là bánh bao nhỏ hiểu ý ông bố của mình rồi cậu nhóc phồng má ngước đôi mắt to tròn tràn đầy giận dữ và lên án của mình lên. Cuối cùng không biết nhóc móc từ đâu ra một cái điều khiển từ xa đen thùi lùi rồi bấm bấm một lúc. Sau đó cái cửa kêu ken kết một tiếng và được mở ra từ bên trong. Chào mừng tiểu chủ nhân vừa đáng yêu lại vừa dễ thương mà mẹ thích nhất. Người mở cửa là bánh bao. Bánh bao nhỏ thường cho bánh bao một cái xoa xoa rồi quay lại nhìn ông bố đằng sau bằng một vẻ cực kỳ đắc ý. Lục đình kiêu rũ mắt cười nhẹ một tiếng vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều nhìn thằng con mình. Có con trai thông minh quá cũng rất nhức đầu, nhưng ai bảo nó lại di truyền từ anh chứ, trách ai bây giờ. Cửa mở xong, bánh bao nhỏ lập tức chạy như bay vào. Nhưng khi Lục Đình Kiêu thấy con trai mình nhón chân nhẹ nhàng mở cửa phòng của mẹ nó ra thì có chút kỳ quái, lần này không phi ngay vào mà cứ đứng tần ngần ở cửa là sao? Co biến, Lục Đình Kiêu cũng bước nhanh về phía phòng ngủ, vừa đến gần đã thấy trên giường Ninh Tịch rõ ràng có hai người đang nằm chương 1153, đệch, vợ ơi nghe anh giải thích đã. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch đang ngủ rất sâu, bên cạnh cô là Trang Khả Nhi và cô ta đang mặc đồ ngủ của Ninh Tịch còn. Còn đang dính sát vào ngực của Ninh Tịch nữa. Sắc mặt Lục Đình Kiêu lập tức trở nên đen ngòm, vợ kêu về xuống máy bay muộn nên không đi gặp mình. Ấy thế mà lại đi qua đêm với người phụ nữ khác. Cũng không biết có phải do cảm nhận được luồng sát khí mãnh liệt, kia không mà trang khả nhi mơ mơ màng màng tỉnh dậy khóe mắt vừa liếc thấy lục đình kiêu thì lập tức bị dọa cho hết hồn a a a ninh tịch cũng tỉnh lại theo luôn vừa nhìn thấy lục đình kiêu thì cô lập tức đổi sắc mặt vèo một cái đã xoay người ngồi dậy lên tiếng đính chính ôi đệch vợ ơi nghe anh giải thích đã lục đình kiêu ninh tịch vừa dứt lời liền cảm thấy dường như có chỗ nào sai sai ôi mà ơi nhất định là cô ngủ đến ngu người rồi đều do tên trang vinh quang chết tiệt kia tối qua cứ há mồm đàn ông này đàn ông nọ làm cho cô cho rằng mình là đàn ông thật ninh tịch ho nhẹ một tiếng gãi gãi đầu sau đó login in lại trạng thái bình thường boss đại nhân sao anh lại tới đây thế này a à, lại còn có bánh bao nhà ta nữa con ra ngoài trước được không mẹ dậy ngay đây bánh bao nhỏ ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó rất nghe lời quay ra phòng khách lục đình kêu nhéo nhéo nghi tâm hai người thay đồ trước đi nói xong liền rời đi Ninh Tịch đang tìm quần áo cho Trang Khả Nhi nhưng vừa nghiêng đầu thì lại thấy cô ấy ngồi héo rũ rượi trên giường liền vội vàng hỏi Khả Nhi sao thế? Trang Khả Nhi ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch rồi lầu bầu nói, không biết tại sao nhưng tớ cứ có cảm giác Lục Đình kêu ghét tớ lắm ý. Ninh Tịch giật giật khóe miệng, cậu quan tâm anh ấy làm gì, tớ thích cậu là được rồi. Ừ, Trang Khả Nhi lúc này mới vui vẻ trở lại. Ninh Tịch trong miệng thì có vẻ chẳng có chuyện gì to tát cả, cơ mà trái tim trong ngực đang đập bình bịch liên hồi, rõ rành rành là đại ma vương lại ăn dấm rồi. Ninh tịch thay đồ xong thì đi ra phòng khách, bánh bao nhỏ thấy vậy lập tức chạy tới, vẻ mặt như thể một ngày không gặp tựa cách ba thu. Ninh tịch cũng vui sướng ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn hít lên khuôn mặt nhỏ mềm mềm kia, ôi bánh bao của mẹ, mẹ nhớ con chết đi được. Để mẹ hôn một cái nào, cùng bánh bao nhỏ ân ái mà ánh mắt Ninh tịch vẫn không ngừng liêng liếc về người đang giả bộ cao quý lạnh lùng ngồi trên ghế sofa. Cô dỗ bánh bao nhỏ xong lập tức phi qua, chủ động hôn lên môi anh một cái, sau đó nhỏ giọng xuống để bánh bao nhỏ không nghe được rồi thì thầm vào tai anh, đương nhiên là Càng nhớ trái tim của em hơn rồi. Mặt Lục Đình Kiêu vẫn đen nhưng ít ra cũng trắng hơn vừa rồi một chút. Nhưng mà anh cũng không quên vấn đề quan trọng nhất, bèn nghi ngờ hỏi, nếu anh nhớ không lầm thì tối qua lúc em về đến nơi đã là nửa đêm. Y bóng ý gió là tại sao Trang Khả Nhi lại xuất hiện ở đây. Lúc nói chuyện, khóe mắt của Lục Đình Kiêu cũng rơi vào cái sofa phía đối diện nơi đó rõ ràng cũng có dấu vết có người từng ngủ. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, chắc không phải thằng nhóc trang vinh quang đấy chứ. Ninh tịch lập tức chạy ra mở cửa, quả nhiên là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chị, chị tịch, em mua đồ ăn sáng cho hai người này. Ninh tịch nhức đầu không thôi mà gãi gãi đầu rồi tự biến đầu mình thành tổ quả từ lúc nào không hay, sau đó bộ dạng y như học sinh tiểu học đang trả bài cho thầy giáo giải thích với Lục Đình Kiêu. Chuyện này, tất cả là đều do cái thằng nhóc này gây họa, chọc giận đến đến thủ trưởng Trang, cho nên Trang Khải Nhi mới vác cậu ta qua đây tránh nạn. chương 1154, dâu quạp trong truyền thuyết. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Trang Vinh Quang nghe vậy thì cái khó ló cái khôn, lập tức nhìn về phía Lục Đình Kiêu rồi nói, xin lỗi đã làm phiền anh rể rồi. Nghe được tiếng anh rể này của Trang Vinh Quang thì sắc mặt của Lục Đình Kiêu rõ ràng đã nhu hòa đi không ít. Ninh tịch thở vào một cái, nguy cơ đã được giải trừ cô âm thầm cho Trang Vinh Quang một biểu cảm, được đấy cu. Mà biểu tình của Trang Vinh Quang nhìn Ninh Tịch lúc này thì lại có. Chút khó hình dung, từ lúc quen biết tới giờ, Ninh Tịch trong mắt cậu ta luôn mang bộ dạng phách lối thiên hạ này là của bố mày. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy Ninh Tịch sợ một ai đó như vậy. Đây, đây chính là, dâu quặp một trong truyền thuyết sao. Một dâu quặp, chỉ những người sợ vợ, sợ đến nỗi dâu không thẳng được. Trang Vinh Quang xách túi lớn túi nhỏ đi vào, cậu ta mua rất nhiều đồ ăn, dù cho cả năm người họ ăn vẫn thừa. Chị, bánh bao của chị này, đây là bánh bao gạch cua của giật hương lâu mà chị thích nhất đó. Có xếp hàng cũng chưa chắc đã mua được đâu, em quen ông chủ tiệm nên anh ta mới đặt cách cho em đó. Trang Vinh Quang cẩn thận đưa một cái hộp nhỏ xinh cho Trang Khải Nhi. Sau đó cậu chàng lại tiếp tục chạy tới cạnh Ninh Tịch, chị Tịch, em chẳng biết chị thích ăn cái gì cho nên mỗi thứ đều mua một ít, chị thích cái gì thì ăn cái đó em phải xếp hàng ở cửa hàng nổi tiếng lâu đời của đế đô mới mua được đó. Bàn về chỗ ăn chỗ chơi thì Trang Vinh Quang cũng được coi là khá hiểu biết, những món cậu ta mua đều là từ những cửa hàng nổi tiếng, để mua được thì phải đi thật sớm để xếp hàng, rõ ràng cậu ta rất dụng tâm. Cảm ơn, Ninh Tịch cho bánh bao nhỏ cái bánh bao nhân tôm mà nhóc thích nhất, sau đó cho Đại Ma Vương một cái bánh rán trái cây rồi dịu dàng nói, Boss Đại Nhân, chắc chắn anh chưa ăn cái này bao giờ đâu. Anh nếm thử xem có ngon không nói xong liền ân cần đưa tới sát mép của đại ma vương nhìn bộ dạng ân cần lấy lòng của cô thì lục đình kiêu cuối cùng cũng hạ hỏa anh cúi đầu cắn một miếng thế nào có ngon không có ngon không ninh tịch hỏi anh rể đừng thấy cái này nhìn rẻ tiền mà cho là không ngon em mua nó tại cửa hàng ngon nhất đó cũng không tệ mặc kệ mua ở đâu có ngon hay giờ cũng là nhờ vợ đút nên mới ngon lúc ăn sáng ánh mắt của trang vinh quang như có như không bắn về phía lục đình kiêu ánh mắt cậu ta nhìn lục đình kiêu còn sùng kính hơn cả ánh mắt khi cậu ta nhìn ninh tịch nữa trước đây khi nghe tin nhà họ lục muốn kết thân với chị mình thì cậu còn có chút khinh thường cho rằng lục đình kiêu chẳng qua cũng chỉ là một tên doanh nhân tầm thường được mỗi cái kiếm tiền giỏi thôi nhưng lúc này cái nhìn của cậu ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi người có thể khiến chị tịch ngoan ngoãn như thế thì làm sao có thể là người bình thường được thật là tò mò quá đi rốt cuộc anh ta đã hạ gục chị tịch như thế nào sau khi ăn sáng xong hai chị em nhà họ Trang cũng biết là Ninh Tịch đã đi công tác rất lâu mới về nên rất thức thời mà nói lời chào tạm biệt, không làm phiền một nhà ba người bọn họ nữa. Lúc sắp đi, Trang Vinh Quang thừa dịp Ninh Tịch đang nói chuyện với Trang Khả Nhi mà lén lút đến cạnh Lục Đình Kiêu hỏi vấn đề mà cậu vẫn thắc mắc nãy giờ cái đó. Anh rể này, em có thể hỏi anh một chuyện không? Hỏi đi, khụ, em thực sự rất tò mò, anh, suốt cuộc anh dùng cách gì mà chế ngự được chị Tịch thế? Trang Vinh Quang tỏ vẻ khiêm tốn ham học hỏi. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì liếc mắt nhìn cậu ta một cái rồi ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Trang Vinh Quang nín thở chờ đợi cậu trả lời. Một lát sau Lục Đình Kiêu mới mở miệng nói, sắc đẹp. Trang Vinh Quang, chương 1155, trưởng thành sau một đêm. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Nhà họ Trang. Sau khi về đến nhà thì Trang Vinh Quang cố gắng moi móc trong cái ổ lợn của mình ra một cái cặp sách mốc meo. Sách vở trong đó đều mới tinh, thậm chí còn có một quyển từ điển tiếng Anh mới cóng cùng một cái kim từ điển. Tất cả đồ dùng học tập đều vô cùng đầy đủ, đây là do Trang Khả Nhi tự tay chuẩn bị cho cậu ta. Trang Vinh Quang vỗ vỗ cái cặp sách đầy bụi, sau đó lại moi móc từ trong tủ quần áo ra một bộ đồng phục mà cậu ta chưa mặc lấy một lần. Sau khi tìm được cặp sách với đồng phục, Trang Vinh Quang tìm một cái tông đơ rồi đi về phía phòng tắm mạnh mẽ đem kiểu tóc thời thượng đẹp trai của mình biến thành kiểu đầu húi cua mà cậu chàng từng chê là quê mùa xấu xí trang vinh quang nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình trong kính hồi lâu mãi cho đến khi hốc mắt đỏ ửng trào ra nước mắt ngón tay của cậu ta trống lên bệ rửa tay hít sâu một hơi ngăn lại dòng nước mắt rồi mới quay lại phòng ngủ mặc bộ đồng phục vào sau đó đeo chiếc cặp sách lên lúc đi ngang qua phòng của trang khả nhi cậu ta dừng lại nhìn chằm chằm bóng dáng người chị tuy nhỏ bé yếu ớt nhưng luôn che chở mình từ nhỏ tới lớn sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng chị trang khả nhi đang gấp quần áo nghe tiếng gọi thì quay sang vừa trông thấy trang vinh quang thì cô cũng ngẩn cả người em vinh quang cậu thiếu niên cao giáo đang mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh ra trời trên lưng còn đeo cặp sách mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ khiến cậu ta trông có sức sống hơn rất nhiều nhất là đôi mắt rực rỡ sáng lấp lánh như mặt trời mới mọc đây là em trai của mình ư rõ ràng là vẫn là con người ấy nhưng dường như đã trở thành một người khác cô chưa bao giờ trông thấy bộ dạng này của em trai mình trang khả nhi cơ hồ nhận không ra em trai mình Cô chỉ ngẩn người đứng đó không có phản ứng gì. Trang Vinh Quang nhìn chị mình rồi chào một tiếng, "Chị, em đến trường đi học đây." Nghe thế Trang Khả Nhi giật mình tỉnh lại, cô máy móc trả lời theo phản xạ, "À. Em đi đi, bây giờ còn hơi sớm, nhớ đi đường cẩn thận." "Vâng, em biết rồi." Trang Vinh Quang gật đầu, nhìn Trang Khả Nhi như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời mà chỉ quay đầu rời đi. "Chị Tịch đã nói, làm một thằng đàn ông thì phải dùng hành động để Chứng minh chứ không phải là lời nói. Trang Khả Nhi sững sờ một lúc lâu rồi mới vội vàng chạy ra ban công, kinh ngạc nhìn theo bóng lưng Trang Vinh Quang đeo cặp sách rời đi, trong mắt chợt thấy cay cay. Chàng trai 18 tuổi dường như đã trưởng thành chỉ trong một đêm. Trường Trung học Hồng Văn, thật ra thì vẻ ngoài của Trang Vinh Quang không tệ, chỉ là lúc bình thường cậu ta cứ thích khoác lên mình mấy bộ đồ kiểu HKT, rồi cả ngày cứ tới lui với mấy đứa chẳng ra đâu đi gây rối khắp nơi. Bạn bè trong trường thấy cậu ta thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tránh được thì tránh. Lúc này đang là thời gian học sinh đến trường đông nhất, Trang Vinh quang bộ dạng sáng sủa gọn gàng, một tay đút túi quần bước từng từng bước theo đoàn người đông đúc tiến vào cổng trường khiến không ít người ghé mắt nhìn, nhất là mấy cô bé, túm năm tụm ba dối giết bàn luận. Wow, cậu bạn kia là ai vậy? Đẹp trai quá đi, tớ không biết, chưa từng gặp, trường chúng ta có một người đẹp trai như vậy mà sao tớ không biết, lạ thật. Ớ, sao tớ cứ cảm thấy cậu ta có chút giống Trang Vinh Quang là sao? Trang Vinh Quang, cái tên suốt ngày mặc đồ HKT sao? Cậu đừng có làm tớ cười chết chứ. Đám người nghị luận ngày càng nhiều, cuối cùng có một cô bé. Không nhịn được nói, ngốc quá đi, cứ gọi thẳng một tiếng là biết có đúng hay không thôi. Nói xong cô bạn đó khung tay la lớn, ê, Trang Vinh Quang, Trang Vinh Quang, Trang Vinh Quang thấy có người gọi mình thì quay đầu lại, có việc gì? Trường 1156, cút. Chuyện được thực hiện bởi kênh an audio và website obookaudio.com. Và thế là tất cả mọi người thi nhau rơi hết cả cằm xuống đất. Ôi má ơi, là Trang Vinh Quang thật đấy. Cậu ta đi phẫu thuật thẩm mỹ à? Chẳng lẽ bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ cũng có thể phẫu thuật cả não à? Ha 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 đúng thế, phẫu thuật thẩm mỹ có thể chữa khuyết tật não đó. Đám người chung quanh vẫn không ngừng bàn tán, nếu là Trang Vinh Quang của quá khứ thì chắc chắn sẽ điên lên mà cho đám người đó ăn đấm vì tội lắm mồm. Cơ mà chắc là do đêm qua trải qua một hồi sinh tử khiến lúc này cậu ta chỉ cảm thấy mình ngày xưa thật ngây thơ, thậm chí còn muốn tự cho mình của ngày ấy mấy cái tát. Những người này nói không sai, trước đây cậu ta quả đúng là bị khuyết tật não, thấy Trang Vinh Quang bị bọn họ cười nhạo mà chẳng nói lấy một lời, tất cả mọi người lại mắt tròn mắt dẹp thêm lần nữa. Chuyện gì vậy, uống nhầm thuốc à, xem chừng là bị người nhà chỉnh rồi, nhà cậu ta chỉnh cậu ta còn ít à, cậu ta chính là bùn loãng không chát nổi tường đó mình có cảm giác hình như cậu ta bị cái gì đó kích thích. Hừ, mấy người nói nhiều thế làm gì, chẳng lẽ mấy người không thích trường chúng ta có thêm một anh chàng đẹp trai à? Không thích thì để tôi đi, tôi muốn đi săn đuổi mục tiêu mới. Đi học một ngày đối với Trang Vinh Quang mà nói thì chẳng khác gì một năm. Bởi vì, cậu ta chưa bao giờ đi học nên cái gì cũng không hiểu, nghe giảng mà cứ y như vịt nghe sấm, cho nên cậu ta càng khó chịu. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan học, sắc mặt Trang Vinh Quang rõ ràng có chút ảm đạm, nhưng cũng chỉ là cảm thấy hơi mất mát mà thôi chứ không hề có ý định bỏ cuộc. Cách cửa trường học không xa có hai tên đầu nhuộm đủ màu đang ngồi trồm hỗm ở đó phì phèo điếu thuốc trong tay nhìn chầm chầm vào đám học sinh đang tan học. Một tên lấy di động ra gọi, alo, Quang Hà, mày đang ở đâu đó? Sao tao gọi mà mày cứ tắt máy thế? Đối diện mày, Trang Vinh Quang đứng trước cửa trường học nhìn hai tên đồng bọn ngày xưa. Tôn Bân cầm di động nhìn giáo giác một vòng, sau đó nhìn chúng một cậu trai đang cầm di động trong tay rồi, điếu thuốc đang ngậm trong mồm nó rơi thẳng xuống đất mày quang trang vinh quang cúp di động rồi bước từng bước tới trước mặt bọn họ tìm tao có chuyện gì không vẻ mặt tôn bân với lương hạo cường y như gặp quỷ bọn nó nhìn nhìn thiếu niên trước mặt rồi chố mắt nhìn nhau quang mày có làm sao không đó trang vinh quang liếc nhìn thời gian trên di động vẻ mặt có chút không kiên nhẫn có chuyện gì thì nói đi tao còn phải về nhà khụ quang à mày đừng nói là vì chuyện tối qua mà giận bọn tao đấy chứ bọn tao đúng là cũng hết cách rồi mà nhiều tiền thế thì chúng tao lấy đâu ra chứ đúng rồi sao mày thoát được vậy có phải chị mày lại đem tiền đến không tôn bân hỏi mày xin thêm tí nữa đi tối nay chúng ta đi lấy lại vốn mày đang may mắn thế này chắc chắn hôm nay có thể lấy lại vốn rồi lương hạo cường xoa xoa tay kích động nói tối qua khi trang vinh quang chờ mãi vẫn không thấy hai tên đồng bọn quay lại thì cậu ta đã nghĩ vô số lần rằng nếu gặp lại nhất định phải cho hai tên này một trận nên thân nhưng hiện tại cậu ta lại chẳng muốn phí sức với bọn họ, cho dù chỉ nói chuyện thôi cũng thấy quá lãng phí. Nếu là anh em phản bội thì cậu ta có thể sẽ tức giận, nhưng mà hai tên này, thì anh em cái quái gì chứ? Cút, Trang Vinh quang quẳng cho hai tên kia một chữ, sau đó đi thẳng luôn. chương 1157, là ai làm? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Nhà họ Trang, gần đây mấy chiến hữu cũ của Trang Liêu Nguyên chuyển từ tỉnh khác về đế đô làm việc. Bạn bè cũng lâu năm mới gặp nhau một lần cho nên hôm nay ông cố ý mời bọn họ về nhà làm khách. Trang Khả Nhi sắp xếp chiêu đãi khách đâu vào đấy, sau đó mới đi vào bếp phân phó người giúp việc chuẩn bị đồ ăn. Trong phòng khách, một người đàn ông trung niên đeo quân hàm ba sao trên vai nhiệt tình hỏi thăm, lão thủ trưởng gần đây có khỏe không? Gần đây cha tôi đang dưỡng bệnh trong bệnh viện quân đội, cũng coi như là cường tráng. Trang Liêu Nguyên vừa rót trà cho họ vừa nói, chị dâu vẫn chưa được điều về à, đã gửi báo cáo rồi đấy chứ, nhưng mà xem ra cũng có chút khó khăn hai may mà còn có khả nhi ở cạnh ông mới mấy năm không gặp mà khả nhi bây giờ trổ mã xinh đẹp quá không biết thằng nhóc nhà nào có diễm phúc đây tôi đoán liêu nguyên cũng không nỡ gả con gái đi đâu ha 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 nghe mấy chiến hữu trêu chọc nhắc đến cô con gái hoàn hảo của mình trang liêu nguyên nhất thời cảm thấy được an ủi rất nhiều vợ của ông làm ở viện nghiên cứu khoa học yêu cầu tính bảo mật rất cao cho nên chỉ có thể quanh năm ở lại viện nghiên cứu không được về gần như bà dành cả đời để cống hiến cho quốc gia còn ông thì quá nửa thời gian đều ở trong quân cho nên chuyện trong nhà đều do một tay khả nhi lo liệu đúng rồi gần đây vinh quang thế nào có người thuận miệng hỏi lời vừa ra thì mấy người khác đã lập tức quay về phía người vừa lên tiếng lắc lắc đầu cái gì nên nói hãy nói chứ người vừa hỏi cũng có chút lúng túng nhưng mà lời đã nói ra làm sao mà thu lại được trang liêu nguyên nhìn các chiến hữu đang ái ngại nhìn mình thì có chút khổ sở mặt mũi cả đời của ông coi như bị thằng nhãi kia quăng sạch rồi, làm gì còn để ý mấy chuyện này chứ. Vinh quang ấy à, vẫn như cũ thôi. Trang Liêu Nguyên nói, một câu vẫn như cũ khiến tất cả mọi người đều không biết phải làm sao. À đúng rồi, tôi nói cho mấy ông tin này này, mấy ông có nhớ ba tên chùm ma túy trốn thoát bốn năm trước không? Lão ca, độc nhãn với long đầu, có người cố rời đi sự chú ý, đương nhiên là nhớ chứ. Thế nào, quả nhiên đề tài này thu hút được sự hứng thú của mọi người bắt gọn cả lũ, mặt lão ca bị thương nặng đến độ hủy luôn rồi, lòng đầu bị súng bắn nát đầu chết ngay tại chỗ, chỉ có độc nhãn khá. Hơn chút, bị chấn động não thôi, bây giờ còn đang ngồi trong cục cảnh sát đó, có chuyện này à, Trang Liêu Nguyên cũng bị hấp dẫn, ai làm thế, không tra được, chỗ đó hẻo lánh lắm chẳng có camera an ninh nào, cũng chẳng có nhân chứng. Sau có tìm được mấy tên các cái giao du với bọn chúng, nhưng lời khai đều nhất trí là tụ tập rồi đánh nhau dẫn đến chết người ngay cả lão ca cũng nói vậy điều tra hiện trường cũng không thấy gì khả nghi nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ quan tâm làm gì chứ bất kể là do đánh nhau hay do người khác ra tay thì vẫn hả lòng hả dạ quá còn gì năm đó chỉ vì bắt ba con cá lọt lưới đó mà chúng ta hy sinh mất hai đồng chí đám người trang liêu nguyên đang trò chuyện sôi nổi trong phòng khách đột nhiên có thanh âm thiếu niên quen thuộc vang lên con về rồi ồ chắc là vinh quang về mọi người rối rít nhìn ra cửa chương 1158, đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Về sớm thế, Trang Liêu Nguyên có chút hoài nghi, chẳng phải mọi lần nó đều. Chơi cho đã đời rồi mới mò về sao? Huống chi, gần đây ông cũng không ở nhà thì nó lại càng phải quậy đến long trời lở đất mới đúng chứ? Trang Liêu Nguyên nghĩ nghĩ rồi sụ mặt nhìn ra cửa, ông còn đang định nói mấy câu kiểu mày còn biết về à, cơ mà lời ra đến mép rồi vẫn không chui ra khỏi miệng nổi. cậu trai đứng ở cửa đang mặc bộ đồng phục học sinh, sau lưng còn đeo cặp sách, mái tóc sạch sẽ gọn gàng trông hoàn toàn ra dáng một học sinh trung học căng tràn sức sống. đây là con ông hà, không chỉ trang liêu nguyên mà mấy chiến hữu cũng sừng sốt. dẫu sao lần gần nhất mà bọn họ gặp trang vinh quang thì mái tóc cậu ta còn dài hơn cả con gái, quần áo thì xanh xanh đỏ đỏ y như cái bảng pha màu. cậu trai trước mặt với thằng nhóc trong trí nhớ bọn họ chênh lệch quá lớn chú Trương, chú Lăng, chú Trịnh. Trang Vinh Quang chào hỏi từng người một, lúc này mọi người mới giật mình tỉnh lại. Vinh Quang đấy à, suýt nữa chú không nhận ra luôn, chẳng phải mình ông đâu, tôi cũng sửng sốt đây này. Đệch, ông giỏi lắm Trang Liêu Nguyên, vừa rồi ông còn lừa bọn tôi. Quả nhiên là lớn lên rồi hiểu chuyện hơn, tôi đã bảo hổ phụ vô khuyển tử mà, chỉ là có chút bộ dạng con người hơn thôi mà mấy ông cũng khen nó. Mặc dù trong lòng tràn đầy hoài nghi nhưng hiển nhiên đây không phải lúc cha hỏi, Trang Liêu Nguyên chỉ có thể tùy tiện lấy cớ. Lúc ăn tối, Trang Vinh Quang cũng rất an phận. Trước đây, cậu chàng ghét nhất việc ngồi ăn cơm với mấy ông già, lần nào cũng chỉ ăn lấy lệ vài miếng rồi trốn lên phòng chơi game hoặc là chuồn ra ngoài lêu lỏng. Hiếm lắm mới được một lần ăn một bữa cơm hoàn chỉnh như này, thậm chí còn theo Trang Liêu Nguyên tiễn khách ra tận cửa. Tiễn khách về xong xuôi, không đợi cha mình nắm cổ cha hỏi mà Trang Vinh Quang đã tự động khai báo, ba, con có việc muốn xin ba giúp một tay trang liêu nguyên nhất thời ảo não giỏi cho cái thằng này đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế hóa ra là có việc cần ông giúp nhưng mà xem ra lần này nó hạ vốn gốc rồi đây ngay cả mái tóc quý giá nhất cũng cắt phén luôn sắc mặt trang liêu nguyên khó tránh khỏi có chút âm u ông thề nếu cái thằng nhãi này lại còn nói cái gì mà lưu lạc chân trời thì ông chắc chắn sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con luôn hoàn thành tâm nguyện lưu lạc của nó luôn nói đi chuyện gì trang liêu nguyên mặt mũi lạnh tanh ngồi trong thư phòng trầm giọng nói Cậu thiếu niên đứng cạnh cha nhìn mái tóc đã lấm tấm mấy sợi bạc của ông mấy giây, cậu ta hít sâu một hơi đè xuống sự hốt hoảng trong lòng rồi mới lên tiếng, ba, con muốn xin ba mời ra sư tại nhà cho con, hoặc là cho con đi học thêm cũng được. Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học, con biết thành tích của con cho dù có kiểu gì cũng không thi vào đại học nổi, dựa vào thế lực của gia đình mà. Vào mấy trường đại học phổ thông thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên con muốn vào bộ đội, sau đó vừa huấn luyện vừa học tập để sang năm thi vào trường quân đội. Ngay từ lúc Trang Vinh Quang nói câu đầu tiên thì Trang Liêu Nguyên đã sợ đến ngây người, chờ nói xong thì thất thố hẳn, để lộ ra vẻ mặt khó tin. Trang Liêu Nguyên ngây người nửa ngày rồi mới nói, mày vừa nói cái gì? Mày muốn vào bộ đội, thi trường quân đội, mày bảo tao tìm cho mày, gia sư, đăng ký lớp học thêm, đầu thằng nhãi này bị hỏng rồi sao? Trường 1159, đây là những gì em đáng phải nhận. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com Vâng, cậu thiếu niên dành mạch đáp lời, vẻ mặt hoàn toàn không hề có ý đùa giỡn nào. Tại sao đột nhiên lại muốn như thế? Tao làm sao để tin mày không phải là hứng thú nhất thời hoặc là... Hoặc là một trò đánh cuộc tệ hại nào của mày? Vẻ mặt Trang Liêu Nguyên vô cùng nghiêm nghị, Trang Vinh Quang cắn răng, nâng lên đôi mắt quyết đoán nhìn thẳng vào cha mình, ba, lần này con nghiêm túc. Còn nguyên nhân thì ba cũng biết rồi, con chẳng có ý tưởng lớn hay hoài bão to tát gì, con chỉ muốn người thân của con không cần phải lo lắng cho con nữa. Nếu như chẳng may gặp phải chuyện gì nguy hiểm, con có thể đứng ra tự chống đỡ được chứ không phải là liên lụy mọi người như hiện tại, con chỉ muốn vậy thôi." Nghe con trai nói mà Trang Liêu Nguyên vẫn không tin nổi. Nếu Trang Vinh Quang nói cái gì mà con muốn bảo vệ quốc gia hay kiến công lập nghiệp gì gì đó thì còn lâu ông mới tin, nhưng không ngờ rằng nó lại nói ra những lời như này. Ngay lúc Trang Liêu Nguyên còn đang hoài nghi, Trang Vinh Quang rút một cây roi từ sau lưng ra rồi dùng hai tay dâng lên cho Trang Liêu Nguyên. Ba, con định nghe lời chị không nói với ba, nhưng lòng con không chịu nổi nếu cứ giấu ba. Đại khái vì nhớ lại tình cảnh tối qua mà Trang Vinh Quang có chút run rẩy. hôm qua con lấy được chút tiền nên cùng lương hạo cường với tôn bân tới sòng bạc, cuối cùng rơi vào bẫy của người ta, thua 500 vạn. Mày nói cái gì? Trang Liêu Nguyên biến sắc, đập bàn đứng dậy. Trang Vinh Quang lê đầu gối về phía trước, đặt cây roi lên bàn cạnh Trang Liêu Nguyên rồi nói, những người đó không phải người ở đây, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ chọc. Lúc ấy còn một lòng trông chờ vào tôn bân với lương hạo cường xoay tiền tới chuộc con ra, không ngờ chúng nó lại trốn mất dạng. Ha, mày trông chờ vào hai thằng nhãi kia, Trang Liêu Nguyên chán trường nói, sao Trang Liêu Nguyên ta lại có một thằng con trai ngu xuẩn như mày. Sau đó còn còn làm ra chuyện còn ngu xuẩn hơn, giọng Trang Vinh Quang lúc này đã khàn khàn, con không dám gọi điện cho trong nhà, cũng chẳng có ai có thể nhờ giúp đỡ không còn cách nào khác con chỉ có thể gọi cho chị. Thằng khốn nạn, Trang Liêu Nguyên ném thẳng ly trà trong tay vào người Trang Vinh Quang, đồng thời trong lòng ông cũng dấy lên một dự cảm bất thường khiến sắc mặt ông thay đổi hoàn toàn, có phải chị mày tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Mày nói ngay, cho tao, nếu không phải Trang Khải Nhi xảy ra chuyện gì thì sao thằng nhãi này lại thay đổi lớn như vậy được? Bằng vào kinh nghiệm của mình, ông cũng đoán được 89 phần chuyện xảy ra tối qua, vừa nghĩ tới khả nhi có thể gặp chuyện không may gì trang liêu nguyên đã cảm thấy đất dưới chân như sụp xuống chị đã theo yêu cầu của bọn chúng mang tiền tới nhưng bọn chúng vẫn không thả người chúng nói muốn thu tiền lãi muốn chị muốn chị ở lại với chúng một đêm một tiếng chát chói tai vang lên trang liêu nguyên dùng cây roi trong tay quất mạnh vào vai của trang vinh quang trang vinh quang bất ngờ bị ăn một roi quật mạnh đến mức làm câu ta ngã lăn ra đất Lúc này cánh cửa bị thư phòng bật mở ra, Trang Khả Nhi hốt hoảng chạy vào che chở cho em trai mình, Vinh Quang. Chẳng phải chị đã bảo đừng nói cho ba sao, em làm sao vậy, Trang Vinh Quang đau đến trắng bệch cả khuôn mặt chị. Em không muốn trốn trong lòng chị nữa, chuyện em làm, em sẽ tự mình gánh vác, đây là những gì em đáng phải nhận.